Ở clip này thì Tuấn sẽ đi đầy đủ thông tin chi tiết về chiếc xe Lexus LX600 cho quý vị bạn nhé. Từ giá xe, giá lăn bánh tới màu sắc và các thông số kỹ thuật của xe ạ. Lexus LX600 với bán ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Chúng ta sẽ có một phiên bản đầu tiên đó là LX600 bản Urban 7 chỗ với giá niêm yết là 8 tỷ 500 triệu đồng. Và giá lăn bánh tại từng tỉnh thành phố như sau ạ. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào khoảng 9 tỷ 372 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, lăn bánh sẽ là 9 tỷ 542 triệu đồng. Còn tại các tỉnh sẽ rơi vào khoảng 9 tỷ 353 triệu đồng ạ. Tiếp theo là bản LX600 phiên bản thứ hai, đó là bản F Sport 5 chỗ ngồi với giá niêm yết là 8 tỷ 750 triệu đồng. Thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 9 tỷ 647 triệu. Và tại Hà Nội sẽ là 9 tỷ 822 triệu đồng. Và tại các tỉnh sẽ là 9 tỷ 628 triệu đồng ạ. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản thứ ba, phiên bản LX600 phiên bản VIP 4 chỗ ngồi với giá niêm yết là 9 tỷ 610 triệu, thì giá lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 10 tỷ 785 triệu đồng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 10 tỷ 593 triệu và tại các tỉnh sẽ rơi vào khoảng 10 tỷ 574 triệu đồng ạ. Quý anh chị có nhu cầu đặt chiếc xe LX600 có thể liên hệ vào số hotline dưới góc màn hình ạ. Thông tin thứ hai đó là về phương thức thanh toán. Một là quý anh chị có thể trả thẳng 100% bằng tiền mặt. Thông tin thứ hai là quý anh chị có thể vay tối đa lên tới 80% từ tài chính của TOTA Việt Nam, của các ngân hàng đối tác như Vietcom, Viettin, BIDV, vân vân ạ. Quý anh chị có cần thêm chi tiết cũng có thể để lại phần comment phía dưới ở thủ tục trả góp. LX600 ở phiên bản hiện tại năm 2024 thì sẽ có 7 màu sắc tùy chọn cho quý vị bạn nhé. Đó là màu trắng Nova, trắng Sonic, màu bạc, màu xám, màu đen raffia và xanh Terran ạ. Để nói về ngoại thất của chiếc xe Lexus LX600 sang trọng đẳng cấp so với phiên bản này cũ, với diện mạo của LX600 có phần mềm mại uyển chuyển hơn nhưng vẫn toát lên vẻ hầm hố và đặc trưng ạ. Theo công bố từ nhà sản xuất thì phiên bản này có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5.100 mm, chiều rộng là 1.990 và chiều cao sẽ là 1.865 mm ạ. Nhờ áp dụng nền tảng khung gầm GAF mới của cấu trúc nhôm, độ cứng đã được cải thiện thêm 20%, đồng thời trọng lượng sẽ được cắt giảm 200 kg giúp xe lướt hơn và nhanh chóng hơn ạ. Nhìn từ trực diện thì chiếc xe Lexus LX600 trông như một bức tường vững chãi, cứng cáp và bề thế. Linh hồn ở phần đầu xe và bộ lưới tản nhiệt dạng con suốt đặc trưng của Lexus với bao gồm cấu trúc đó là 7 nan kép tạo ra nhiều khe gió giúp tối ưu vận hành. Ở phần hông xe thì LX600 phiên bản 2024 gây chú ý về với bộ mâm vành khủng kích thước lên tới là 22 inch, tương xứng với thân hình đồ sộ. Đi kèm là bộ lốp dày có thông số là 265 trên 50 R22 ạ, giúp xe vận hành êm ái hơn. So với đời cũ thì khoang nội thất của Lexus 600 có mang đến sự trải nghiệm hiện đại hơn và nhiều công nghệ mới. Bên cạnh đó là hệ thống đèn viền với nội thất lên tới 64 màu, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn tùy sở thích ạ. Vừa vào khoang lái thì chúng ta sẽ ấn tượng ngay với bộ đôi màn hình cảm ứng trung tâm. Màn hình phía trên có kích thước là 12.3 inch, phục vụ với nhu cầu giải trí. Còn màn hình 7 inch phía dưới cùng với điều chỉnh nhiệt độ, các tính năng sưởi ấm làm mát. Kể từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên với đến hiện tại, mẫu SUV đầu bảng nhà Lexus vẫn giữ nguyên thông số trục cơ sở là 2.850 mm. Dù không tăng nhưng độ rộng rãi bên trong vẫn được đảm bảo, không gian để chân rất là thoải mái ạ. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe LX600 2024 đó là động cơ tăng áp 3.5 lít và 4 thì 6 xi lanh xếp với hình chữ V. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất lên tới là 405 mã lực tại 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 650 Nm tại 2.000 vòng đến 3.600 vòng trên phút ạ. Đi kèm với hộp số là tự động 10 cấp, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và nếu có nhã hứng thì các chủ tịch sẽ cảm thấy phấn khích với hàng loạt chế độ lái trên chiếc xe LX600 lần này. Nó bao gồm như là Normal, Eco, Comfort, Sport S, Sport S Plus hay là Cotton. Thậm chí xe có thể upgrade mạnh nhờ hệ thống hỗ trợ như là chế độ điều khiển vượt địa hình, hệ thống treo thích ứng và 6 chế độ địa hình đó là tự động, bụi, cát, bùn, tuyết dày và đá. Và hệ thống treo điều chỉnh độ cao như là AHC cho phép nâng hạ gầm để thích nghi với mọi điều kiện mặt đường.
mà nó là tất cả các thông tin về chiếc xe LX600 mà Tuấn muốn cung cấp cho quý anh chị các bạn. Quý anh chị có nhu cầu sở hữu chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline dưới góc màn hình, thì Tuấn sẽ báo thời gian giao xe và các màu sắc cụ thể và chính xác nhất cho quý vị và các bạn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo.